Mấy con nào chạy được? À, vâng. Alo, alo. À, vâng, kính thưa đến Phó giáo sư Hoàng, kính thưa Phó giáo sư Thường Khải, Khánh Tường. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày một cái chuyên đề đó tiếp cận bệnh nhân không đau ngực, không do tim. Trước kia thì chúng ta thường nghĩ rằng là phần lớn những cái trường hợp bệnh nhân đau ngực là do tim mạch, bởi vì thực ra là đúng là những cái bệnh lý về tim mạch, bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, hội chứng động mạch vành, đột quỵ nó sẽ là gần như là một cái đại dịch, gọi là đại dịch không lây nhiễm, và nó là một cái mối đe dọa không những cho bệnh nhân mà cho bác sĩ, bởi vì là cứ những cái bệnh nhân về bệnh lý về tim mạch, nếu như bệnh nhân về các nguyên nhân khác thì bệnh nhân chưa chết ngay, nhưng nếu như bệnh nhân tim mạch mà những cái nguyên nhân đau ngực do tim mạch mà chúng ta không được chẩn đoán, chúng ta không loại trừ và chúng ta không được xử trí kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Và do đó thì cái nguyên nhân đầu tiên khi bệnh nhân đau ngực đến với chúng ta thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân tim mạch. Tuy nhiên, đau tim mạch không phải là nguyên nhân duy nhất của đau ngực. Chúng ta còn rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây nên đau ngực. Ví dụ như là ở tim mạch thì chúng ta có thể là có bệnh lý mạch vành này, bệnh lý van động mạch chủ như là hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ, nó đang giảm cái dòng máu lên động mạch vành cũng có thể gây nên đau ngực. Hoặc là một số những cái trường hợp khác như là tăng áp động mạch phổi này, xà lan hai lá này, đi vào ngoài tim vân vân. Các nguyên nhân khác có thể gặp được đó là gì? Tắc hạch động mạch chủ, một cái nguyên cấp tính rất thường gặp ở hội chứng ở bệnh nhân phòng cấp cứu, hoặc là những cái nguyên nhân ở trên phổi, ví dụ như là nhồi máu phổi, viêm phổi hoặc là viêm màng phổi hoặc là tràn khí màng phổi. À, một cái nguyên nhân nữa chúng ta cũng có thể gặp đó là nguyên nhân về thực quản tiêu hóa, về hội chứng dạ dày thực quản, thì chúng ta sẽ trình bày kỹ hơn. Một số những nguyên nhân khác ít gặp hơn và cũng nhưng mà nó sẽ gây nên cho cái cảm giác khó chịu cho bệnh nhân, như là nguyên nhân về thần kinh cơ này, hoặc là những cái rối loạn về thần kinh cảm xúc. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái slide này cho chúng ta thấy là phần trăm của các nguyên nhân gây đau ngực, chúng ta thấy là các nguyên nhân do về đau ngực về tim mạch nó chỉ chiếm khoảng 1/4, gần 1/4, đó là những cái nguyên nhân do nhồi máu cơ tim này, do đau thắt ngực không ổn định, nguyên nhân cho bệnh mạch vành, hoặc là những cái nguyên nhân do tắc hạch động mạch chủ, còn đến khoảng gần 1/4 khác là do các nguyên nhân về thần kinh cơ, về phổi vân vân, và 55% thì những cái nguyên nhân người ta gọi là không đau ngực không do tim mạch, và phần lớn là những cái nguyên nhân về tiêu hóa. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc lại một chút về cái tiếp cận bệnh nhân đau ngực, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta bao giờ cũng phải loại trừ được cái nguyên nhân tim mạch. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ bằng cách như thế nào? Đầu tiên, khi bệnh nhân đau ngực đến thì chúng ta sẽ phải đánh giá được các dấu hiệu toàn trạng, các thông số sinh tồn như mạch huyết áp, cái ý thức của bệnh nhân. Sau đó thì tùy theo tình trạng, nếu như tình trạng không ổn định, thậm chí là chúng ta phải đặt một cái monitoring để theo dõi bệnh nhân, đặt cái đường truyền hoặc cho bệnh nhân thở oxy nếu như bệnh nhân có tình trạng khó thở hoặc là giảm SpO2, và nhanh chóng khai thác được tiền sử bệnh sử cũng như là khám lâm sàng. Bởi vì là với bệnh nhân tim mạch thì chúng ta sẽ gặp cái việc khai thác tiền sử bệnh sử cũng rất là quan trọng. Cái triệu chứng đau ngực nhiều khi nó không được điển hình về định lý mạch vành, mà sẽ là khi mà chúng ta khai thác tiền sử bệnh sử kèm theo cái triệu chứng đau ngực đó, chúng ta sẽ hướng đến được một cái chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh nhân. Cái quan trọng nhất, nếu như bệnh nhân thì có tình trạng lâm sàng không ổn định, đúng không ạ? Bệnh nhân có suy hô hấp, suy tuần hoàn, chúng ta phải cấp cứu để hồi sức tuần hoàn và hô hấp. Nếu như bệnh nhân có các rối loạn nhịp tim, đặc biệt là những cái rối loạn nhịp nguy hiểm, ví dụ như là ngoại tâm thu thất này, nhịp nhanh thất này, hoặc là rung thất, thì chúng ta phải điều trị ngay lập tức và đánh giá được các loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, như là nhồi máu cơ tim, như là phình tắc động mạch chủ, tắc động mạch phổi, tràn khí màng phổi vân vân, như là tràn khí màng phổi dưới áp lực. Còn nếu như tình trạng lâm sàng ổn định thì hoàn toàn chúng ta có thời gian để làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng như là ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo hoặc là chụp phim X quang tim phổi để chúng ta có thể loại trừ những cái nguyên nhân về tim mạch. Ở đây nếu như mà trên điện tim chúng ta có nghi ngờ các dấu hiệu nghi ngờ về bệnh lý mạch vành thì chúng ta có thể sẽ phải chuyển đến bệnh nhân chuyên khoa tim mạch hoặc là hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ cấp cứu, để nếu như bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta sẽ phải điều trị theo hội bệnh lý hội chứng động mạch vành cấp, còn nếu như không thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi bệnh nhân đến phòng X quang để chúng ta chụp thêm một cái phim tim quạng phổi thẳng, xem là bệnh nhân có các dấu hiệu của phổi hay không, ví dụ như có hình ảnh tràn khí màng phổi hoặc là có hình ảnh viêm phổi, hoặc là nếu như mà chúng ta nhìn thấy trên cái phim tim phổi thẳng có hình ảnh trung thất giãn rộng thì chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có cái bệnh cảnh phình tắc động mạch chủ hay không, thì chúng ta sẽ cùng đi ra về từng cái bệnh lý một, chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể loại trừ được bệnh lý này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số các thang điểm, ví dụ như bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ của tác động mạch phổi thì chúng ta sẽ làm thêm các yếu tố thang điểm Bond chẳng hạn, hoặc là làm thêm một số các xét nghiệm như làm lần Dedimer này, hoặc là chụp MSCT động mạch phổi để xem là cái giải phẫu của động mạch phổi như thế nào, hoặc là trong điện tim thì chúng ta sẽ loại trừ cái viêm màng ngoài tim, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến ba cái nguyên nhân đau ngực thường gặp trong cấp cứu tim mạch mà chúng ta phải loại trừ ngay lập tức để có thể không bị nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, cũng như là gì an toàn cho các bác sĩ về sau, tránh việc kiện cáo sau này, đó chính là hội chứng động mạch vành cấp, hội chứng động mạch chủ cấp cũng như là nhồi máu phổi. Với hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta sẽ chia ra hai nhóm, đó là nhóm hội chứng động mạch vành cấp có ST chênh lên. Ngày xưa thì chúng ta thường hay nói là nhồi máu cơ tim ST chênh lên, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm là hội chứng động mạch vành cấp có ST chênh lên, và bên kia là đó là hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh lên. Có ST chênh lên nhưng
Nó chính là cái nhồi máu cơ tim có sóng quy và một phần rất nhỏ. Khi mà cái diện nhồi máu nhỏ thì chúng ta sẽ không nhìn thấy sóng quy trên điện tim, người ta gọi là nhồi máu cơ tim không quy. Còn với hội chứng động mạch vành cấp không ST change, chúng ta sẽ có hai nhóm lớn, đó chính là nhồi máu cơ tim không ST change nếu như chúng ta có các xét nghiệm men tim tăng như troponin Y hoặc T tăng, và cả nếu như mà chúng ta có biến đổi điện tim hoặc là không, nhưng mà bệnh nhân có đang một điển hình có các yếu tố nguy cơ nhiều và chúng ta trên điện tim có thể có biến đổi nhưng men tim không tăng, thì đó chính là đau thắt ngực không ổn định. Ở đây thì để chẩn đoán hội chứng động mạch vành cấp, cái quan trọng nhất là chúng ta phải khai thác được triệu chứng của bệnh nhân, cái biểu hiện đau ngực của bệnh nhân điển hình như ngày xưa khi mà chúng ta học đến Y2, Y3 các thầy đã dạy rồi, đó là đau ngực ở bên ngực trái này xuất hiện sau một cái gắng sức mạnh, hoặc là sau một cái rối loạn xúc cảm mạnh, hoặc là sau một ăn nặng nề về nhiều chất béo, thì bệnh nhân có đau ngực trái và có thể lan lên vai trái và lan xuống cánh tay trái dọc theo ngón 4, ngón 5. Tuy nhiên trên lâm sàng thì nhiều khi cái triệu chứng đau ngực nó không được điển hình như thế, nó chỉ có thể là đau ngực này, hoặc là thậm chí là mình lại đau nó lan lên hàm, đau giống như đau răng, hoặc là với những cái nhồi máu cơ tim sau dưới nó lại đau xuống ở vùng thượng vị giống như là một cái cơn đau dạ dày. Đó, thì với những cái triệu chứng với những bệnh nhân như thế đến thì chúng ta sẽ phải khai thác thêm về các tiền sử của bệnh nhân, khai thác về các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp hay không, bệnh nhân có rối loạn đường máu, rối loạn mỡ máu hay không, bệnh nhân có bị thừa cân béo phì hay không, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá hay không, vân vân, có tiền sử gia đình hay không. Để nằm trong một cái bệnh cảnh như thế, chúng ta sẽ phải làm thêm các xét nghiệm để loại trừ cái hội chứng động mạch vành cấp. Cái xét nghiệm đầu tiên mà chúng ta có thể làm được đó chính là điện tim, để đánh giá xem là cái quan trọng nhất là cái đoạn ST trên điện tim có biến đổi như thế nào, và sau đó thì chúng ta có thể làm thêm các biomarker của tim mạch, đó là troponin, xem là có tăng troponin hay không. Cuối cùng chúng ta kết luận rằng bệnh nhân này là hội chứng động mạch vành cấp có ST change hoặc không có ST change, hoặc là có đau thắt ngực không ổn định. Đây là cái hình ảnh điển hình của một cái điện tâm đồ có nhồi máu cơ tim ST chênh lên. ST ở đây chúng ta nhìn thấy là tăng chênh lên ở V4, V5, V6. Và cái nữa chúng ta nhìn thấy được ở trên này đó chính là hình ảnh soi gương ở D2, D3 và AVF. Thì đó chính là một cái điện tim mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Và khi chúng ta nhìn thấy cái điện tim này chắc chắn là phải gửi gọi ngay bác sĩ tim mạch, hoặc là gửi nằm theo dõi ở phòng cấp cứu và có thể sẽ phải liên hệ với bác sĩ can thiệp để xem là có thể can thiệp cấp cứu, hoặc là sẽ dùng thrombolytic, dùng thuốc tiêu huyết khối một cách cấp cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sau đó thì chúng ta sẽ làm thêm men tim sau, theo dõi biến đổi điện tim, nó còn gọi là có động mạch men tim thì có biến đổi điện tim theo thời gian. Ở đây là một cái hình ảnh điện tim mà có ST chênh xuống, chúng ta nhìn thấy là ST chênh xuống ở D2, D3, AVF, V5, V6. Thì với những cái điện tim như thế này, với bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta cũng phải đánh giá xem bệnh nhân có bệnh lý về mạch vành hay không. ST chênh xuống thì có thể gặp trong những bệnh nhân tăng huyết áp, có phì đại thừa thất trái, kiểu tăng áp lực tăng về tâm thu. Nhưng mà với những bệnh nhân này thì có cho thấy là thấy ST chênh xuống nhưng nó đối xứng, còn với tăng gánh tâm thu thì nó sẽ không đối xứng, phải nhánh xuống thì nó thoải hơn và nhánh lên thì nó dốc hơn. Thì với những bệnh nhân mà đau ngực và có ST chênh xuống như thế này, chúng ta vẫn phải xem các yếu tố nguy cơ và vẫn phải nghĩ đến là liệu bệnh nhân có một cái hội chứng động mạch vành cấp hoặc không ST chênh xuống, để chúng ta thì làm thêm men tim, chúng ta theo dõi xem có biến đổi điện tim theo thời gian hay không, biến đổi men tim theo thời gian hay không, chúng ta hội chẩn với bác sĩ tim mạch để xem có những bệnh nhân, và để có thể phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân để xem là chúng ta cần phải can thiệp cho bệnh nhân hay là theo dõi nội khoa, can thiệp là can thiệp sớm trong vòng 2 giờ, 24 giờ hay có thể trong vòng 72 giờ. Tiếp theo thì chúng tôi muốn nhắc đến một cái nữa là một cái hội chứng động mạch chủ cấp. Ở đây thường sẽ là tách thành động mạch chủ và đặc biệt là tách thành động mạch chủ tiếp A. Tách thành động mạch chủ tiếp A thì là bệnh nhân có một cái đau ngực dữ dội đột ngột, cảm giác như là đau đâm xé, có cảm giác như là thường là cái đau ngực nó đau ở phía trước và nó lan ra phía sau lưng và cái đau kéo dài liên tục. Nếu như đau ngực trong hội chứng động mạch vành cấp nó sẽ là đau ngực tăng dần, hoặc là tiền sử bệnh nhân có thể có những cái cơn đau ngực, sau đó thì khi gắng sức, sau đó thì đến lần này là bệnh nhân đau ngực tăng dần lên và đạt cái mức độ cường độ thường là sau khoảng một vài tiếng. Thì trong hội chứng động mạch chủ cấp này thì là cái đau ngực nó sẽ ngay lập tức chúng ta có một cái cơn cường độ đau dữ dội đột ngột, và ngoài ra thì bệnh nhân có thể có thêm các biểu hiện thần kinh khu trú, bởi vì là khi mà cái tách thành động mạch chủ nó có thể la lên động mạch cảnh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có bệnh nhân có vào hỏi bệnh rất là khó, bởi vì là bệnh nhân có một cái rối loạn ý thức lú lẫn, hoặc là khi mà chúng ta khám thì chúng ta sờ mạch bắt mạch tứ chi, nên với bác sĩ tim mạch bao giờ cũng khi bệnh nhân vào viện chúng ta cũng phải có một cái động tác rất là đơn giản là bắt mạch tứ chi, xem là có giảm hoặc là mất mạch ở một cái chi nào hay không, bởi là nó có thể là tách đến những cái động mạch dưới đòn, hoặc là các những cái biểu hiện của những cái yếu tố nguy cơ của tách thành động mạch chủ, ví dụ như bệnh nhân có sơ vữa động mạch, hoặc là có biểu hiện hội chứng móc phăng, bệnh nhân cao to rồi ngón tay ngón chân dài.
Và cái động mạch hội chứng động mạch chủ cấp này thì khi chúng ta làm điện tim, thường điện tim không có biến đổi gì, trừ khi là những cái nhánh, những cái tách thành động mạch chủ này nó lan vào động mạch vành thì có thể có những biến đổi trên trên điện tim, giống như là trong nhồi máu cơ tim ST change. Và như vậy thì chúng ta cái điện đặc biệt quan trọng là chúng ta phải loại trừ, bởi vì xử trí ban đầu của hội chứng động mạch vành cấp so với cả hội chứng động mạch chủ cấp là khác nhau. Hội chứng động mạch vành cấp là chúng ta phải dùng chống đông, dùng kháng nguyên tập tiểu cầu kép, trong khi với hội chứng động mạch chủ cấp nếu như chúng ta dùng hai thuốc đấy thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm, đúng không ạ? Nó có thể gây là gì, vỡ động mạch chủ và thậm bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Thì cái việc mà chúng ta bắt mạch được tứ chi, chúng ta xem các dấu hiệu, chúng ta làm chụp một cái phim tim phổi để chúng ta nhìn xem là có giãn động mạch, giãn khung động mạch chủ hay không, làm cái bản siêu âm tim có thể đánh giá được, nhìn thấy cái flap ở trong động mạch chủ lên, chúng ta loại trừ được cái tách thành động mạch chủ, khi đó chúng ta sẽ không xử trí nhầm cho bệnh nhân dùng thuốc kháng dược tiểu cầu. Và cái chẩn đoán, cái tiêu chuẩn vàng đó chính là chụp MSCT động mạch chủ cấp để chúng ta nhìn được là có bệnh nhân có tách thành động mạch chủ hay không, cái đường vào của nó ở đâu và cái mức độ lan của tách thành động mạch chủ đến đâu. Ở đây là cái hình ảnh chụp phim tim phổi cho thấy là cái gì, cái hình ảnh trung thất cũng là giãn rất là rộng. Thì với những bệnh nhân này, nếu chúng ta bắt mạch hoặc là chúng ta đo huyết áp thấy có huyết áp thấp ở một chi thì chúng ta phải nghi ngờ, hoặc là chúng ta bắt mạch cảnh chúng ta xem có giảm động mạch cảnh hay không thì chúng ta phải nghi ngờ xem có tách thành động mạch chủ hay không, và phải đi chụp làm siêu âm. Nếu như có thể làm được siêu âm tại giường hoặc các phòng cấp cứu, bây giờ chúng ta cũng thể có cái máy siêu âm rồi, máy siêu âm tim rồi, chúng ta có thể đánh giá được cái động mạch chủ lên cũng như là cái nhánh đi lên, và tốt nhất là để cho đi chụp bệnh nhân đi chụp MSCT cấp cứu. Một cái bệnh thứ ba mà cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân đó chính là nhồi máu phổi. Nhồi máu phổi thì điển hình bệnh nhân sẽ đau theo kiểu màng phổi, đau dữ dội đột ngột và đau tăng theo nhịp thở. Và có thể với những bệnh nhân mà có nhồi máu phổi ở mức độ lớn thì có thể kèm theo choáng ngất này hoặc ho ra máu, trụy tim mạch. Thường những cái dấu hiệu này nó xuất hiện trên những bệnh nhân mới được phẫu thuật, ví dụ như là phẫu thuật của chi này, hoặc là bệnh nhân nằm bất động lâu ngày. Thường với những bệnh nhân chẳng hạn như bệnh nhân suy tim, bệnh nhân có bệnh mãn tính nằm lâu ngày rồi, bệnh nhân tình trạng suy tim đang ổn định rồi, tự nhiên lại có tình trạng gì suy tim nặng lên, bệnh nhân có đau ngực thì sẽ phải nghi ngờ xem là bệnh nhân có nhồi máu phổi hay không. Khi khám chúng ta có thể thấy có nhịp tim hơi nhanh này, có T2 mạch, đôi khi có cọng màng phổi, và khi mà xét nghiệm chúng ta thấy có xét nghiệm lady me tăng. Thì ở đây chúng ta bao giờ với những bệnh nhân này thì chúng ta sẽ có cho đi làm thêm một cái siêu âm mạch chi dưới để xem có huyết khối tĩnh mạch chi dưới hay không, cũng như là nếu như có điều kiện thì sẽ chụp thêm một cái MSCT hệ động mạch phổi để đánh giá xem là cái giải phẫu hệ động mạch phổi như thế nào. Trên điện tim ở bệnh nhân có nhồi máu phổi cấp, chúng ta có thể thấy định hình điển hình đó là cái hình ảnh mà sóng S ở D1 và sóng Q ở D3, người ta gọi là S1 D3, thì chúng ta có thể nghi ngờ xem là bệnh nhân có nhồi máu phổi hay không. Trên phim chụp thì nếu như ở giai đoạn muộn chúng ta có thể nhìn thấy giống như một cái viêm phổi, nhưng mà ở giai đoạn sớm thì có thể là trên phim tim phổi không thấy gì. Làm một cái khí máu chúng ta có thể nhìn thấy có hiệu ứng sâm, tức là có hiện tượng POC giảm, bệnh nhân khó thở POC giảm nhưng PCO2 cũng giảm, người ta gọi là hiệu ứng sâm. Thì lúc này chúng ta phải nghi ngờ xem bệnh nhân có nhồi máu phổi cấp hay không. Siêu âm tim với những trường hợp nặng chúng ta có thể nhìn thấy là gì, thất phải giãn và bác gắp động mạch phổi. Mà những trường hợp mà có huyết khối động mạch phổi đặt gần, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái hình ảnh huyết khối trong động mạch phổi. Đây là cái hình ảnh chụp MSCT động mạch phổi, và nhìn thấy chúng ta ở cái đầu mũi tên đó chính là hình ảnh cắt cụt của động mạch phổi, có hình ảnh huyết khối ở đó. Một số nguyên nhân khác chúng ta có thể gặp trong đau ngực đó chính là viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim thì đó là cái viêm lá thành và lá tạ của màng ngoài tim, và một số trường hợp thì có thể gây tràn dịch màng ngoài tim. Khi mà đau ngực thì viêm màng ngoài tim thường là giai đoạn đầu, cái dịch màng ngoài tim thường là ít, và khi tràn dịch màng ngoài tim nhiều rồi thì cái lượng cái mức độ đau ngực thì nó có thể giảm bớt đi. Đôi khi thì nó cần theo hội chứng như là hội chứng cúm này, hoặc là sốt này, khó thở. Khám nhanh thì khám tim thì chúng ta thấy là nhịp tim hơi nhanh, có thể ứng cọ màng tim. Điện tim thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hiện tượng chênh lên lan tỏa ở tất cả các chuyển đạo. Nó khác với cả chênh lên trong nhiều máu cơ tim có ST chênh, là ST chênh nhiều máu cơ tim ST chênh thì thường là phóng ST chênh lên rất là nhiều và có hình ảnh soi gương. Còn ở đây thì có thể sóng ST nó chỉ chênh lên kín đáo thôi, nhưng nó chênh lên ở tất cả các chuyển đạo, ở tất cả các vùng của cơ tim, ví dụ như là trước bên, rộng trước bên, sau dưới đều là hình ảnh chênh lên chứ không có hình ảnh soi gương. Và trên siêu âm tim thì đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy có hình ảnh tràn dịch màng tim. Một cái trường hợp nữa mà rất cũng nguy hiểm đến tính mạng, đúng không ạ? Không phải là đau tim mà đó là phổi, đó là tràn khí màng phổi, có hiện tượng xuất hiện khí trong khoang màng phổi. Và với những trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi, thường là những bệnh nhân trẻ tuổi đau ngực khá là dữ dội, có thể đau bên phải hoặc đau bên trái tùy theo cái vị trí tràn khí màng phổi ở đâu, và nó thường nó phải xuất hiện đột ngột này, có thể gây nên cái tình trạng huyết áp thấp, nhịp tim nhanh này, nghe thì chúng ta thấy là có hiệu chứng dùi dòng phế năng giảm, rung thanh giảm như là gõ vang. Và khi mà chúng ta chụp phim tim phổi lên giống như cái phim X quang ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là có một cái phần có cái đường ranh giới giữa nhu mô phổi lành và tràn khí màng phổi, nó cũng là khí cả, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái ranh giới ở đấy, và phía ngoài của cái lớp tràn khí màng phổi này chúng ta không hề nhìn thấy cái nhu mô phổi, chúng ta không nhìn thấy cái đường trắng trắng của những cái nhu mô phổi ở đó.
Và như vậy thì với những trường hợp như thế này thì chúng ta phải đi dẫn lưu màng phổi ngay lập tức. Thì vì với những cái trạng, nhất là với những trạng thì màng phổi dưới áp lực, nếu chúng ta không làm nhanh thì có thể bệnh nhân tử vong. Và tiếp theo, trong tất cả những cái nguyên nhân, chúng ta loại trừ được tất cả những cái nguyên nhân mà nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân cần phải xử trí cấp cứu, thì chúng ta sẽ đến một cái phần thứ hai là cũng rất nhiều bệnh nhân không chỉ là đau ngực do tim mạch cần phải cấp cứu, mà người ta đến phòng khám thôi, hoặc là người ta vào phòng cấp cứu nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy một cái nguyên nhân cấp cứu nào nữa, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là đau ngực không do tim. Đó là đau ngực giống như đau tim, nhưng cái nguyên nhân của nó không phải là do tim mạch, không phải là những nguyên nhân cấp cứu của tim mạch, cũng như là như là tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi tách thành động mạch chủ, vân vân. Những cái thuật ngữ khác có thể gặp ở đây đó là đau ngực không điển hình này, đau ngực không rõ nguồn gốc, đau ngực chức năng, để đau ngực với chuyện bạch cành bình thường, đau ngực không lý giải được nguyên nhân. Và chúng ta thấy rằng là trong cái nghiên cứu về cộng đồng thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ đau ngực này có thể chiếm đến 23% của những cái đối tượng đến khám tại phòng khám, chỉ là phòng khám tim mạch. Và trong những bệnh nhân đến phòng khám cấp cứu thì có đến 66-90% bệnh nhân vào khoa cấp cứu cũng vì cái cảm giác đau ngực không do tim này. Tỷ lệ thì nam và nữ là như nhau, tuy nhiên là nữ thì có vẻ có cái hiện tượng lo lắng về sức khỏe nhiều hơn, cho nên là cái tỷ lệ bệnh nhân nữ đến khám có vẻ cao hơn so với nam giới. Và nó đây là một cái biểu hiện phổ biến là nó gây gánh nặng cho bệnh nhân cũng như là cho cái đối tượng về nhân viên y tế, bởi vì là nó mất thời gian này, mất chi phí cho việc chăm sóc cấp cứu, đúng không? Khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu người ta cũng kêu đau rất là nhiều, và nếu như chúng ta không chăm sóc được thì người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân cũng có thể quay lại kiện tại sao tôi bị đau như thế này mà lại không được xử lý. Và với những bệnh nhân này thì trong một năm những bệnh nhân đã được loại trừ về bệnh mạch vành rồi, mặc dù cũng có đau ngực nhưng mà chúng ta đã loại trừ được bệnh mạch vành rồi, thì cho thấy rằng là 47% những bệnh nhân này vẫn bị giới hạn về hoạt động thể lực, họ không dám hoạt động nhiều vì họ sợ rằng là nếu như chúng ta hoạt động thì sẽ bị đau ngực. 51% có giảm khả năng lao động và 44% vẫn ám ảnh cho rằng là mình bị bệnh lý mạch vành. Với cái biểu hiện lâm sàng là khi bệnh nhân có đau thì nó sẽ là đau nóng rát này, đau có thắt, đau xương ức này, có thể là la da nách, la tay, giống y như cái cảm giác đau của gì của hội chứng bệnh mạch vành. Tuy nhiên là bệnh nhân ít có yếu tố nguy cơ, và khi chúng ta làm thêm các xét nghiệm về điện tim, chụp phim tim phổi, các yếu tố nguy cơ thì không có, và thậm chí là chúng ta đã cho những bệnh nhân đi này chạy gắng sức, đúng không? Làm thêm một cái điện tâm đồ gắng sức rồi cũng hoàn toàn bình thường. Và những bệnh nhân là còn nhiệt tình hơn là đòi đi chụp mạch vành, hoặc có một số những yếu tố nguy cơ thì đi chụp mạch vành cũng hoàn toàn bình thường. Đó thì họ vẫn còn những cảm giác đau này, và có thể đau tăng lên sau khi ăn hoặc khi nằm kéo dài vài phút hoặc vài giờ. Thậm chí là khi dùng nitroglycerin bệnh nhân cũng đỡ, ví dụ như là có những cái rối loạn về vận động thực quản chẳng hạn, thì bệnh nhân mặc dù là không phải là do bệnh mạch vành đâu, nhưng khi chúng ta dùng thêm nitroglycerin, cái triệu chứng đau ngực này nó cũng có thể giảm đi. Thì chúng ta sau khi loại trừ các bệnh mạch vành thì chúng ta sẽ nghĩ đến là liệu có phải là đau ngực không do tim hay không. Đôi khi thì kèm theo khó thở, đau ngực kèm màng phổi. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái lượng đồ về các nguyên nhân đau ngực không do tim, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các nguyên nhân khác nhau về màng phổi, màng ngoài tim này, triệu chứng sinh lý này, triệu chứng thần kinh cơ này, hoặc là nguyên nhân dạ dày ruột, dạ dày mật này. Thì cái nguyên nhân mà lớn nhất đó chính là nguyên nhân ở trong thực quản. Về nguyên nhân thực quản thì chúng ta thấy rằng là cái co thắt tâm vị đó là acacia thì hiếm thôi, tuy nhiên rằng là cái nguyên nhân thường gặp hơn đó chính là tăng nhạy cảm của tạ, tăng nhạy cảm của thực quản, giống như là trong bài của giáo sư Khánh Tường đã nói. Và cái nguyên nhân thường gặp nhất, đúng không ạ, rất nhiều trường hợp chúng ta gặp đó chính là có rằng được dạ dày thực quản, đó là very common. Thì trong cái nghiên cứu năm 2002 chúng ta thấy là với các nguyên nhân đau ngực mà không phải là nhồi máu cơ tim thì nguyên nhân do dạ dày thực quản chiếm tỷ lệ cao nhất đến hơn 40%. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là bởi vì cái nguyên nhân do dạ dày thực quản là thường gặp nhất, cho nên là chúng ta có thể sẽ cho bệnh nhân làm thêm các thăm dò về dạ dày thực quản. Và rất may là trong cái bài vừa rồi thì giáo sư Khánh Tường đã trình bày, cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói lướt qua thôi về các xét nghiệm này, ví dụ như là nội soi này, theo dõi pH của thực quản này, và theo dõi trở kháng pH trong thực quản này, đo áp suất thực quản, cũng như là cái việc điều trị thử để giảm ức chế axit. Về nội soi dạ dày tá tràng thì chúng ta thấy rằng là nó, nếu như có tràng ngược dạ dày thực quản, nó chỉ phát hiện đến dưới 50% có tổn thương, có viêm thực quản, đúng không ạ? Giống như trong bài của phó giáo sư Hoàng cũng như phó giáo sư Khánh Tường cũng đã nói, chúng ta có những cái trường hợp mà có tràng ngược nhưng mà chúng ta không rõ cái tổn thương viêm khi chúng ta soi dạ dày thực quản. Tuy nhiên rằng là nếu như chúng ta thấy có tổn thương thì cái độ đặc hiệu của nó rất là cao, và khi đó chúng ta có thể giải thích cho bệnh nhân điều trị, hoặc là chúng ta có một cái phác đồ điều trị rất là rõ ràng, dễ theo dõi lâu dài. Tuy nhiên rằng là khi mà cái xét nghiệm của nội soi dạ dày tá tràng thì nó cũng khá là cao, và nó làm cái xét nghiệm không xâm lấn, nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta có nội soi, có IMA rồi, cái cảm giác khó chịu nó đỡ hơn, nhưng mà tuy nhiên là giá tiền của nó cũng tương đối lớn, đúng không ạ? Một lần soi thì bằng một tháng điều trị thuốc của bệnh nhân. Và với nội soi dạ dày tá tràng chúng ta có thể phân biệt được các cấu trúc bất thường liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản như là gợt hoặc là thoát vị hành. Và cái xét nghiệm thứ hai mà chúng ta có thể làm được là theo dõi pH thực quản. Cái này thì thực sự là với bác sĩ tim mạch thì chúng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chứ còn cũng chưa bao giờ thực hiện, và nếu như có thì cũng sẽ phải gửi sang các chuyên khoa về tiêu hóa gan mật.
Làm thì với xét nghiệm theo dõi pH thực quản thì chúng ta có thể đánh giá được mối liên hệ giữa triệu chứng và hiện tượng trào ngược do axit dạ dày dịch vị này, có thể quyết định là điều trị hay là ngừng điều trị PPI, loại trừ được cái hiện tượng kháng PPI. Tuy nhiên rằng là với cái xét nghiệm theo dõi này, chúng ta có thể bỏ qua 25 trường hợp trào ngược mà không phải do axit axit bình thường. Đây là cái sơ đồ kết quả của theo dõi pH thực quản trong 24 giờ từ các ngoại trú. Phía trên là cái chúng ta thấy là pH thực quản hoàn toàn bình thường, còn ở nửa phía dưới là của bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản, chúng ta thấy là khoảng nửa đêm chúng ta thấy pH hạ xuống rất là thấp, chỉ có pH là 2 thôi, tức là có hiện tượng có dòng có một cái dòng trào ngược của dịch vị axit lên trên thực quản. Và theo dõi trở kháng pH, nếu như chúng ta làm thêm với cả theo dõi pH thực quản thì chúng ta đây là sẽ là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xem là có GERD hay không. Với áp kế thực quản thì để đánh giá xem là cái cơ năng của con thực quản, có công tác của cơ thực quản như thế nào, xem là cái việc vận chuyển của thức ăn từ trong thực quản xuống dạ dày ra làm sao, để xem là thực quản di chuyển thức ăn có bình thường hay không. Và cái mới cái việc điều trị quan trọng nhất đúng không ạ, trong cái điều trị của GERD đúng không ạ, là cái nguyên nhân thường gặp nhất trong cái đau ngực không phải do tim, đó chính là việc thay đổi lối sống này, điều trị giảm tiết axit này, và một số những cái biện pháp khác mà trong bài của giáo sư Khánh Tường đã nói. Thay đổi lối sống lúc nãy chúng ta cũng đã nghe rất là rõ ràng rồi ạ, đúng không ạ, bệnh nhân đó có thể giảm cân này, tránh những bữa tối quá gần khi đi ngủ, trước khi đi ngủ khoảng 2-3 giờ chúng ta ăn nâng cao đầu giường, dùng tất cả các chất kích thích như rượu, thuốc lá và tránh những cái đồ ăn dễ gây trào ngược. Với điều trị giảm tiết thì người ta có một cái khái niệm gọi là test PPI, tức là chúng ta sẽ thử điều trị PPI trước khi bệnh nhân có soi dạ dày, bởi vì chúng ta đã biết rồi đó, khi mà soi dạ dày chỉ có khoảng dưới 50% các trường hợp là chúng ta nhìn thấy cái tổn thương rõ ràng trên thực quản thôi, còn đến 50% khác là chúng ta không hề có các dấu hiệu, không hề có các biểu hiện của viêm dạ dày, viêm thực quản, mà chúng ta chỉ có các triệu chứng thôi, thì cái việc điều trị này nó sẽ đánh giá được là liệu có phải là do cái việc tiết axit đó có GERD hay không để gây nên cái triệu chứng đau ngực. Thì chúng ta sẽ điều trị PPI với cái liều gấp đôi, ít nhất trong vòng 1 tuần và có thể kéo dài đến 8 tuần hoặc thậm chí là đến 16 tuần, tức là 4 tháng. Thì ở đây cái xét nghiệm này nó có thể độ đặc nhạy đến khoảng 70% và độ đặc hiệu đến 85%. Nên cái xét nghiệm không xâm lấn, dung nạp khá là tốt và nó vừa có tác dụng chẩn đoán cũng như là để điều trị cho bệnh nhân. Có hai cái phân tích gộp của Newman năm 2004 trên gồm có 14 nghiên cứu đã chứng minh rằng cái hiệu quả của điều trị PPI có độ nhạy và độ đặc hiệu khoảng 75-80% và giá trị chẩn đoán dương tính là khoảng 90%. Một cái nghiên cứu khác của Ofnam năm 1999 đã cho thấy rằng là khi mà điều trị thử với PPI thì cho giúp chúng ta chẩn đoán được chính xác hơn khoảng 11%, giảm 43% các con rò xâm lấn và có thể tiết kiệm được khoảng gần hơn $450 cho bệnh nhân, bởi vì không phải làm nội soi cũng như là theo dõi pH thực quản. Nghiên cứu khác của Ruiz năm 2006 thì cho thấy rằng là nếu như chúng ta điều trị PPI bằng Nexium trong vòng 60mg một ngày, trong vòng một tuần thôi, thì nó cũng đã làm hết triệu chứng đau ngực không do tim và các biểu hiện thực quản ở gần khoảng 57,1% bệnh nhân. Với Rapimirazole chúng ta có các nghiên cứu cũng số lượng bệnh nhân thì không quá lớn, tuy nhiên rằng là chúng ta thấy rằng là có 16 bệnh nhân được chẩn đoán GERD và 19 bệnh nhân không chẩn đoán GERD. Và ở những bệnh nhân này, một nhóm được sử dụng là Rabeprazole và nhóm thứ hai sử dụng placebo. Chúng ta thấy rằng là 12 trong số 16 bệnh nhân có GERD thì đã có triệu chứng đáng kể khi mà dùng Rabeprazole. So với nếu như bệnh nhân không có GERD thì chỉ có 3 trên 16 bệnh nhân dùng đà dược. Và chúng ta thấy đây là cái sơ đồ cho thấy là thay đổi tuyệt đối về số điểm triệu chứng của bệnh nhân GERD dùng giả dược hoặc Rabeprazole. Chúng ta thấy độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng khi mà sử dụng Rabeprazole để chẩn đoán đau ngực, làm giảm triệu chứng đau ngực không do tim là đến 75% và 90% tương ứng. Một nghiên cứu khác với Rabeprazole năm 2013 cho thấy ở đây thì họ nhận là 62 bệnh nhân, tuy nhiên là khi kết thúc nghiên cứu thì chỉ có 48 bệnh nhân thôi. Theo dõi trong vòng 1 tháng thì chúng ta thấy rằng là so sánh giữa nhóm sử dụng Rabeprazole và placebo thì có đến gần 20%, 17,8% bệnh nhân thì giảm các triệu chứng hoàn toàn, khoảng hơn 50%, có khoảng gần 30% bệnh nhân thì giảm được triệu chứng hơn, giảm được khá nhiều triệu chứng gần như là hết luôn, và chỉ có một phần nhỏ bệnh nhân là giảm không giảm hoặc là giảm ít. Còn với placebo thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ phải đến hơn 50% là các bệnh nhân là thì không giảm được cái triệu chứng đau ngực. Và ở đây thì chúng ta thấy cái lược đồ để chẩn đoán và điều trị đau ngực không do tim đúng không ạ? Chúng ta thấy có các dấu hiệu báo hiệu thì có thể chúng ta sẽ sử dụng bằng test PPI hoặc là trải qua các thử nghiệm kinh nghiệm về sử dụng PPI. Có một số trường hợp thì chúng ta có thể đi soi dạ dày tá tràng luôn để có thể chúng ta có được một cái bằng chứng để giải thích với bệnh nhân khi mà chúng ta quyết định điều trị với bệnh nhân, bởi vì là không phải bệnh nhân nào họ cũng đồng ý ngay là chúng tôi bỏ ra một số tiền để điều trị PPI trong vòng từ 8 tuần trở lên. Cho nên là nếu như chúng ta có thể bệnh nhân đồng ý đi soi dạ dày thì ok, chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi soi dạ dày. Còn nếu như bệnh nhân không đồng ý đi soi dạ
dạ dày và bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, chúng ta có thể giải thích với bệnh nhân là chúng ta thử điều trị PPI trong một thời gian ít nhất là một tuần xem triệu chứng có cải thiện hay không. Nếu triệu chứng cải thiện, bệnh nhân vẫn không muốn soi, chúng ta có thể cho bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc. Và sau đó chúng ta có các biện pháp tiếp theo, giống như là trong cái bài điều trị bài trước của giáo sư Khánh Tường đã trình bày. Và ở đây thì tôi cũng muốn nói một chút thêm, nó không nằm trong cái bài ngày hôm nay nhưng cũng rất thường gặp trên lâm sàng của các bác sĩ tim mạch, đó chính là những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành, đã được can thiệp mạch vành rồi, đúng không ạ? Nhưng sau khi can thiệp mạch vành thì bệnh nhân sẽ phải dùng kháng tiểu cầu kép kéo dài và đến một năm, thậm chí là sau đấy thì những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì có thể sẽ phải dùng thêm kháng tiểu cầu kép kéo dài hơn, hoặc ít nhất là dùng một thuốc kháng tiểu cầu. Bệnh nhân vẫn còn đau ngực, vậy thì làm sao? Thì có thể những cái nguyên nhân đấy chúng ta sẽ phải xem xét lại là gì, là những cái triệu chứng về tim mạch của bệnh nhân có ổn hay không, xem là các yếu tố nguy cơ đã được điều trị đầy đủ hay không, huyết áp được điều trị hay chưa, statin đã đạt được mục đích hay chưa, nhịp tim của bệnh nhân có đủ hay không để không còn triệu chứng đau ngực nữa. Và nếu như bệnh nhân tất cả những cái yếu tố đó đều được ổn định rồi mà bệnh nhân vẫn còn đau ngực thì liệu có phải do PPI, do kháng nguyên tập tiểu cầu hay không, thì có thể chúng ta sẽ có một cái điều trị gọi là điều trị test phối hợp cùng giữa một cái kháng nguyên tập tiểu cầu kép kết hợp với cả PPI. Và ở đây thì chúng ta thấy là kháng tiểu cầu kép chúng ta sẽ sử dụng là gì, phối hợp aspirin với một thuốc ức chế P2Y12, có thể là ticagrelor này, hoặc là clopidogrel, hoặc là prasugrel, đúng không ạ? Thì với các PPI phối hợp, khi mà phối hợp thì chúng ta sẽ có là gì, người ta sẽ nói đến một cái sự tương tác giữa CYP2P12 với clopidogrel, là một thuốc được dùng khá nhiều, cái gọi là gì, giá cả của nó không quá cao so với cả ticagrelor hoặc prasugrel, thì nó sẽ, người ta sẽ lo ngại đến một cái sự tương tác, bởi vì clopidogrel là tiền chất và vào cơ thể nó phải được chuyển hóa với cái men là CYP2P19 để có thể trở thành dạng hoạt chất có tác dụng, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái PPI có thể ít tương tác với cả CYP2P19, ví dụ như là pantoprazole hoặc là zomeprazole. Còn với nixium, với zomeprazole thì ta nói là có tương tác, tuy nhiên là trong giai đoạn đầu, có giai đoạn sau nếu như không có thì chúng ta vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên là cái việc mà tác dụng của clopidogrel trên lâm sàng nó còn phụ thuộc vào cái gen của bệnh nhân nữa. Trên bệnh nhân châu Á có những bệnh nhân có gen mà nó gọi là SAO2 SAO3, nó có thể làm giảm cái tác dụng clopidogrel. Thì với những bệnh nhân nếu như mà có các biến cố về tim mạch sau khi bệnh nhân đã dùng can thiệp rồi, bệnh nhân đã được dùng kháng tiểu cầu kép rồi mà vẫn còn, thì chúng ta sẽ phải đi làm thêm về gen này, có thể chuyển đổi thuốc này, và do đó để tìm xem một cái phác đồ điều trị, thậm chí là chúng ta phải đổi sang gì, ticagrelor, prasugrel. Thì đó là một số cái điểm mà chúng tôi muốn nói thêm nữa về trên cái thực hành lâm sàng. Tóm lại là chúng ta thấy rằng là đau ngực không do tim thì là một vấn đề khá là thường gặp, không phải chỉ có là ở các chuyên khoa khác mà ở các bệnh nhân tim mạch, bệnh nhân đến khám tim mạch cũng có gặp rất nhiều vấn đề này. Và nguyên nhân gặp hay gặp nhất đó là do, và đó là gột, gọi đấy là nơi gặp gỡ giữa các bác sĩ tim mạch và bác sĩ tiêu hóa. Và điều trị bằng PPI liều cao là cách tiếp cận có hiệu quả nhất trong xử trí đau ngực do nguyên nhân ngoài tim. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết, đã xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị đồng nghiệp.